Tiểu sử thiếu gia Minh Hải, bạn trai ca sĩ Hoàng Minh Di là ai? Chồng Hoàng Minh Di là ai? Bạn trai kiêm chồng ca sĩ Hoàng Minh Di tên là Phạm Minh Hải, sinh năm 1988, làm kinh doanh và không phải người hoạt động trong showbiz Việt. Cặp đôi tuy chưa làm đám cưới nhưng hiện đã có cậu quý tử vô cùng đáng yêu, kháu khỉnh, đó là bé Bo. Tên đầy đủ Phạm Minh Hải, năm sinh 1988, quê quán Long An. Gia thế giàu có của Minh Hải, chồng Hoàng Minh Di. Dù không chia sẻ quá nhiều thông tin đời tư lên trang cá nhân, thế nhưng kể từ khi công khai hẹn hò, dân tình đều biết rằng bạn trai của ca sĩ Hoàng Minh Di là một thiếu gia chính hiệu. Phạm Minh Hải sinh ra và lớn lên trong một gia đình giỏi kinh doanh tại Long An, hơn cô 7 tuổi và có gia thế khủng. Bản thân anh hiện cũng đang giữ chức tổng giám đốc của một công ty phân bón lớn ở khu vực miền Tây. Bởi vậy, không quá bất ngờ khi chàng thiếu gia này có sở thích sưu tập những món đồ hiệu đắt đỏ ở trong biệt thự hoành tráng và sở hữu xế hộp hạng sang. Trong thời gian yêu ca sĩ Hoàng Minh Di, anh cũng thể hiện sự ga lăng giàu có của mình thông qua việc thường xuyên đưa bạn gái đi du lịch, nghỉ dưỡng khắp nơi trong và ngoài nước. Đặc biệt, vào những ngày lễ kỷ niệm quan trọng, thiếu gia Minh Hải còn sẵn sàng chi tiền khủng để tặng Hoàng Minh Di đồng hồ, túi hiệu đến từ những thương hiệu cao cấp nổi tiếng thế giới. Chặng đường 4 năm yêu ngọt ngào của Hoàng Minh Di và thiếu gia Minh Hải. Hậu chia tay cầu thủ Công Phượng, cuối năm 2017, Hoàng Minh Di chính thức công khai bạn trai mới là thiếu gia Minh Hải trước truyền thông. Thời điểm này, cả hai thường xuyên xuất hiện, check-in cùng nhau trong những chuyến du lịch khắp nơi và tận hưởng tình yêu vô cùng ngọt ngào. Đến năm 2019, mạng xã hội bắt đầu đầm rộ xuất hiện thông tin nữ ca sĩ đã bí mật kết hôn với bạn trai. Minh chứng là giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp, chủ động đổi cách xưng hô với vị thiếu gia Long An thành vợ chồng và không ngần ngại chia sẻ việc họ đang sống chung nhà. Thậm chí, còn có tin đồn rằng chuyến du lịch Hàn Quốc vào giữa tháng 5 năm 2019 thực tế là Hoàng Minh Di đi chụp ảnh cưới. Sau đó, cặp đôi đã lên tiếng xác nhận chưa làm đám cưới nhưng vẫn vô cùng hạnh phúc. Không chỉ được thiếu gia Minh Hải yêu thương, cưng chiều, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh còn rất được lòng gia đình nhà chồng, ai cũng quý mến. Đến tháng 3 năm 2021, Hoàng Minh Di bất ngờ công khai danh tính con trai đầu lòng, có biệt danh thân mật là bé Bo sau thời gian dài giấu kín trước truyền thông. Cậu nhóc chính là kết tinh tình yêu giữa cô và thiếu gia Minh Hải, năm nay đã gần 3 tuổi. Một thời gian ngắn sau, chồng nữ ca sĩ bay sang Australia công tác và từ đó cho đến nay vẫn đang ở quốc gia này, chưa trở về Việt Nam đoàn tụ với vợ con vì tình hình dịch bệnh phức tạp. Dù yêu xa, thế nhưng thời gian đầu đôi vợ chồng son vẫn luôn tương tác qua lại trên mạng và dành cho nhau những lời nói ngọt ngào khiến người hâm mộ xuýt xoa. Hoàng Minh Di và chồng lộ tin đồn rạn nứt. Là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt, khán giả đều mong chờ cả hai sẽ sớm tổ chức đám cưới hoành tráng. Tuy nhiên, mạng xã hội từ chiều 17 tháng 2 bắt đầu rầm rộ bàn tán trước thông tin nghi Hoàng Minh Di và chồng đại gia đã chính thức đường ai nấy đi. Bằng chứng đầu tiên là việc dù có con chung nhưng họ đều để ở chế độ độc thân trên trang Facebook cá nhân. Mặt khác, trong vài tháng gần đây, Hoàng Minh Di cũng không còn bình luận dưới bài đăng, gắn thẻ hay chủ động nhắc đến bố bé Bo thường xuyên như trước nữa. Đỉnh điểm là trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, thiếu gia Minh Hải còn bị netizen chất vấn vì không tặng quà cho bà xã. Đồng thời, Hoàng Minh Di xác nhận với fan mình chưa từng được cầu hôn. Sau những nghi vấn về việc Hoàng Minh Di và chồng đại gia chia tay, người trong cuộc cũng đã có động thái lên tiếng khiến dân tình ngỡ ngàng. Sau bài đăng dài của giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp, thiếu gia Minh Hải cũng lần đầu tiên xác nhận. Mới đây trên trang cá nhân, thiếu gia Minh Hải đã chia sẻ lại bài đăng của Hoàng Minh Di. Cùng với đó, nam doanh nhân này xác nhận đường ai nấy đi với nữ ca sĩ nổi tiếng. Anh cũng không quên dành 3 câu nhắn nhủ đầy xúc động với người phụ nữ là mẹ của con trai mình. Đôi khi chính anh cũng không ngờ lần đi xa này là lần anh đi xa em mãi, nhưng anh luôn tôn trọng mọi thứ từ em, chúc em hạnh phúc. 4 chữ cuối cùng trong dòng nhắn nhủ trên dù ngắn gọn nhưng lại khiến ai nấy cũng phải buồn và xót xa thay cho chuyện tình dang dở của cặp đôi này. Những tưởng câu chuyện tình yêu này sẽ mở ra một đám cưới hạnh phúc như mơ, thế nhưng đã khép lại bằng 2 bài thông báo trên mạng xã hội, hai người ở hai phương trời. Bên dưới bài viết này, dân tình thả nhiều icon cảm xúc cùng dòng bình luận thể hiện sự tiếc nuối cho câu chuyện của Hoàng Minh Di và chồng đại gia. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự thắc mắc khi cả hai đều không đề cập đến lý do hôn nhân tan vỡ. Một số bình luận của cư dân mạng:
tiếc cho chuyện tình của hai anh chị quá, nhưng chúc hai người tìm được hạnh phúc mới. Anh chị không lấy lý do ly hôn ạ. Thương bé Bo quá, em bé hiểu chuyện thế mà ba mẹ đã ly hôn. Theo dõi lâu như vậy chỉ mong anh chị thông báo với fan bằng một đám cưới thôi, ai ngờ chuyện lại như vậy. Ở xa nhau là thế đấy, chị Hoa lận đận tình duyên quá, may là giờ có cô Bo ngoan ngoãn ở bên cạnh rồi. Trước khi thông báo hôn nhân tan vỡ, Hoàng Minh Di và bạn trai Thiếu Gia đã có hơn nửa năm ở xa nhau. Vì lý do công việc mà Minh Hải phải di chuyển sang nước ngoài giữa mùa dịch Covid-19. Theo đó, đại gia gốc Long An phải sang Úc công tác, còn Hoàng Minh Di một mình ở lại Việt Nam chăm con. Đáng chú ý, trong thời gian đầu mới sang nước ngoài, Hoàng Minh Di và ông xã vẫn tích cực tương tác bằng những cuộc gọi video, livestream hay những tương tác qua mạng xã hội. Trên trang cá nhân của hai người thỉnh thoảng vẫn chia sẻ những hình ảnh, đoạn story thể hiện tình cảm với đối phương. Thế nên, ở thời điểm này, sau khi cả hai bất ngờ im bặt không còn thể hiện tình cảm với đối phương, khiến ai nấy cũng không khỏi thắc mắc. Đến điểm là trong những ngày qua, mạng xã hội rần rần chỉ ra những bằng chứng cho thấy cặp đôi đã xa mặt cách lòng dẫn tới chia tay. Thời gian Thiếu Gia Minh Hải còn ở Việt Nam, anh vẫn thường xuyên kề cận bên Hoàng Minh Di, đã đần cô khi chăm sóc, đưa con đi chơi. Anh luôn cho thấy mình là một người bạn trai cũng như người cha có trách nhiệm. Hiện tại, chuyện chia tay của Thiếu Gia Minh Hải và Hoàng Minh Di đã nhận được sự quan tâm đông đảo của khán giả.